6 vòng, 7 vòng, wow, tháng 9. Cố lên. Ừ, 3, 4. Rồi, nhảy quá. Xin chào anh em, và hiện tại là mình đang ở Vũng Tàu với một sân bóng cực kỳ đẹp ở đây để tham gia một thử thách bóng đá đến từ thương hiệu giàu nhất số 1 tại Hàn Quốc, KIS, cùng với lại một siêu tiền vệ đỉnh cao của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Xin chào em. Dạ, đầu quá gặp em, khỏe không? Em vẫn khỏe. Dạ. Bọn em vừa thi đấu xong. Dạ, vừa đấu xong. Cũng vừa được nghỉ ngơi một vài ngày. Dạ. Chuẩn bị quay trở lại với lịch thi đấu sắp tới. Dạ, cũng có một khoảng thời gian nghỉ để chuẩn bị cho một cái giải đấu cũng rất là quan trọng, đúng không? Các bạn trên kênh YouTube của anh rất là hâm mộ em. Họ hỏi anh biết về cái cú sút cầu vồng của em hồi Thường Châu, và rất là nhiều người họ hỏi về cách mình làm sao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đang không chuyên nghiệp được giống như Quang Hải đó. Em thấy mọi người hâm mộ em cuồng nhiệt không? Thật sự thì em rất là vui khi khoảng mấy năm trở lại đây thì mình cũng được rất là nhiều người yêu mến. Dạ. Nhưng là mình đã rất là phải cố gắng và cũng đạt được những cái thành quả nhất định. Dạ. Và đấy cũng là cái động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa để đáp lại được cái tình yêu thương của tất cả mọi người. Dạ, rất là nhiều người đó hâm mộ cái kỹ năng của em và muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giống em. Không biết là anh có thể hỏi em một số câu hỏi để có thể giải đáp những cái thắc mắc của những người hâm mộ em được không? Ok, okay. Thì câu hỏi đầu tiên anh muốn hỏi em đó là cái lần đầu tiên mà em tiếp xúc đến bóng đá, không phải là trận đấu đầu tiên của em nha. Ok. Là khi nào và cảm xúc của em là như thế nào? Thực ra phải nói đến lần đầu tiên em đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp vào năm em 9 tuổi. 9 tuổi? Lần đấy là em phải bắt đầu là xách ba lô và xa gia đình để đi ăn ở tập trung. Có thể theo cái nghiệp bóng đá của mình. 9 tuổi anh vẫn còn đi học, anh còn chưa biết bóng đá gì. Anh bắt đầu bóng đá khá trễ, 17 tuổi. Thế là em là có một sự xuất phát rất là sớm. Em nghĩ là đấy là cũng mình cũng phải đánh đổi rất là nhiều. Vì mình thứ nhất là mình phải xa gia đình, xa bố mẹ. Và ở cái tuổi mà là lớp 4 thì đương nhiên là các bạn đồng trang lứa của mình vẫn đang được sự chăm lo của bố mẹ. Từng miếng ăn rồi là quần áo thì mình đã phải sống tự lập. Đúng rồi, tự lập từ rất sớm. Nhưng mà thay vào cái việc mà em suy nghĩ thiệt thòi thì em nghĩ rằng đấy cũng là một cái động lực cho bản thân mình. Và mình thấy rằng là mình đã được trải nghiệm, mình cũng được trưởng thành hơn rất là nhiều. Qua một quá trình rất là dài từ U16, U19 rồi U23, giờ là đội tuyển Việt Nam. Thì không biết là em ấn tượng nhiều nhất về trận thi đấu nào của mình? Thực ra thì trong cái quãng sự nghiệp vừa qua của em thì chắc chắn là em đã trải qua rất là nhiều những trận đấu cảm xúc. Nhưng mà trận đấu mà đem lại cảm xúc lớn nhất với em thì chắc chắn là để nói ra thì mọi người cũng sẽ nhớ đến, đấy là trận đấu mà ở bên Trung Quốc ở giải U23 châu Á. Em nghĩ đấy là một trận đấu mà không chỉ riêng em đâu mà tất cả người dân Việt Nam đều rất là nhớ trận chung kết. Trận chung kết. Và anh nhớ đến cú sút đó của em, cú sút cầu vồng cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời. Không chỉ là nó chỉ nói lên là trận đấu đáng nhớ mà trận đấu mà em nghĩ là chưa từng có, tại vì là đội tuyển U23 Việt Nam đã phải thi đấu ở dưới một cái thời tiết mà chưa từng thi đấu bao giờ. Nó rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt. Nước ngoài người ta có thể đá trong cái môi trường đó nhiều rồi. Còn đó là chắc là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên mà em đá dưới một cái trời mưa tuyết như vậy. Mà em có mong muốn tương lai sẽ lại một trận thi đấu như vậy nữa không? Em nghĩ rằng là bất kể vào một cái thời tiết nào thì mình cũng phải thích nghi. Khi mà thi đấu rồi thì khi mà đã khoác trên mình cờ đỏ sao vàng thì mình sẽ phải chiến đấu hết mình bất cứ trận đấu nào. Và câu hỏi cuối cùng, AFF Cup cận kề rồi, thì mục tiêu của em lần này ở kỳ AFF Cup lần này là gì? Chắc chắn là bọn em thì đang hướng tới cái mục tiêu cao nhất. Nhưng mà bọn em sẽ không tự gây áp lực cho bản thân mình, nhưng mà sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và kết quả tốt từng trận đấu một. Dạ, đúng rồi. Đấy là cái điều mà bọn em sẽ hướng đến. Dạ, cố gắng. Anh tin là em sẽ làm được những cái thành công mới tại giải lần này. Nhưng mà nãy giờ mình nói chuyện nhau nhiều quá, anh trời ơi, cuồng chân rồi. Thử thách ơi, tới lẹ lên để mình cùng bắt đầu. Em sẵn sàng chưa? Ok, em sẵn sàng. Yeah, yeah cái nha. Chờ xuống. Okay. Yeah. Giờ đến thử thách đầu tiên nha. Thử thách tân bóng Around the World trong vòng 30 giây. Em biết động tác Around the World không? Ok, biết. Em có hay tập không? Thực ra thì bọn em cũng có chơi nhiều khi mà tân bóng. Ôi, anh thấy em làm nhiều lắm rồi. Các video clip về em làm Around the World là đây. Ok. Nha. 30 giây. Bắt đầu. 1 vòng. 2 vòng. Hay quá. 3 vòng.
4 bông, wow, 2 lần, 5 bông. Tiếp tục, vẫn còn 5 bông rồi. 6 bông, 7 bông, wow, 8, 9, 10, ôi. Vẫn còn 15 giây, 10 bông rồi. 11, 12, wow, biết một cái. Còn 5 giây nữa, 13, chưa được 13. 12, ok, hết giờ. 13 chứ. 13, chết ba lại chứ. Chích ba. Làm 13 cái liên tục bao giờ chưa? Anh làm 13 cái liên tục là bình thường. Thật á? Thật. Em muốn anh thử một lần không? Anh làm thử 13 cái liên tục. Ok, 13 cái. Nếu được 13 cái liên tục cái em thua luôn. Thôi, em thua luôn hả? Ok, vậy khỏi phải bấm chứ. Không cần bấm đâu luôn. Ok, ok. Rồi nha. Cho mấy mạng nha. Dạ. Cho 3 mạng. Cho 3 mạng đi. Ok, 3 mạng nha. Em làm 14 cái là em thua luôn. Không cần bấm giờ luôn. Ok, không cần bấm giờ luôn đúng không? 14 cái thì... Chết luôn bạn đâu nha. Chết rồi, hồi nãy mưa nó hơi ướt tí xíu. Chết này, 1 2, 1 lần. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Bình thường anh làm ở nhà được 13 nhưng mà hôm nay lại đứng cạnh Quang Hải nó áp lực ý. Áp lực quá. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ok, chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15. Vậy là nó cười. Ok, ok. Tâm bộ cũng hụt chưa? Ok, 15 cái. Chưa thấy đã. Thôi em cho anh làm cái gì đó nó mệt hơn xíu. Mình chơi thêm một trò nữa đi. Ok. Ok. Tiếp với thử thách thứ hai. Thử thách tân bóng kết hợp nhảy dây. Ok. Nhảy dây. Nhảy dây thì phải có dây chứ đúng không? Chứ làm sao mà chỉ có bóng mới không được. Em có làm bao giờ thử thách tân bóng này bao giờ chưa? Thực ra em chỉ tân bóng thôi, em chưa nhảy dây, vừa nhảy dây vừa tân bóng bao giờ. Nhảy không được. Nhảy không thì đương nhiên là đơn giản. Đương nhiên mà phải làm được rồi chứ đúng không? Nhảy thử coi nè. Đây, thử đây. Em thấy cọng dây đặc biệt không? Đúng không? Wow, yeah, đúng rồi. Nhưng mà giờ tân bóng nữa thì em... Tân bằng gì được cũng không anh? Ok, thì nhưng mà bây giờ tân bằng cái gì cũng được. Em đâu phải nhất thiết em phải tân bằng chân đâu. À, đây là học à. Học bài của anh chắc luôn. Thế em muốn làm trước hay để anh làm mẫu cho xem nào? Anh làm mẫu trước đi. Ok, để anh làm cho xem nha. Đúng, đúng bài, đúng bài. Đây là xem rồi. Chắc đó. Chắn là biết biết trước chắc rồi. Biết trước anh. Đấy, luôn. À, ok, anh làm mẫu ha. Ok. Hay chưa? Yeah. Hay không? Được bao nhiêu cái? Được 8 cái. 8. Yeah, ok. Làm thế nào để không phải giữ gậy không? Anh thảy cho em cũng được. Nói chứ cũng phải giữ gáy hất lên, còn không là em... Nó sẽ khó, thường là anh sẽ phải giữ gáy anh hất lên. Cố lên. Ừ, 3, 4. Rồi, nhảy quá. Wow. À, được rồi. Ôi, okay. Ok. Được đúng không? Được đúng không? Hai cái là thắng. Ok, hai cái tương xứng với cả 10 điểm đúng không? Yeah, exact. Cố lên, cố lên. Lúc mà em đội á thì banh nó rớt xuống thì em nhảy. Lúc banh lên trên thì em nhảy. Thì xong banh rớt thì đội xong rồi lại. Yeah! Hai trái. Là em được 10 điểm. Là em được 10 điểm. Yeah! Đúng không? Rồi rồi. Không thể tin được.
đường luôn, anh Hải có thể nhảy được 2 cái. Wow. Thực ra là em chưa bao giờ làm động tác này luôn đấy. Chưa bao giờ làm. Thực sự rất là cố gắng luôn. Mặc dù là nãy giờ chơi 2 game là toàn là restyle, là tân bóng, là sở trường của mình, nhưng mà tỷ số lại là 1-1. Bất ngờ chưa? Bây giờ em chưa có cái đúng rồi. Thử thách nào là sở trường. Hy vọng là thử thách kế tiếp nó sẽ liên quan đến kỹ năng của Quang Hải nhiều hơn, okay. Anh em ha. Và thử thách cuối cùng là thử thách sút cầu vòng. Wow. Okay, chết rồi. Em tự tin vào. Okay. Ở đây là có 5 quả bóng bên đây và 5 quả. 5 quả của em và 5 quả của anh. Okay. Chúng ta sẽ đá 5 quả vào khung thành phía đằng xa. Anh thấy khung thành sao? 1 2 3 4. Nhưng mà với điều kiện là mình phải đá vào 4 cái 4 cái. Chúng là coi như là điểm xong. Chúng một cái rớt là bỏ, không được đá lại cái đó lần nữa. Với là ai càng đá càng rơi càng nhiều càng tốt đúng không? Đúng rồi, chúng okay. càng nhiều càng tốt. Mọi người có 5 quả. Okay. Nha. À, em muốn đá trước hay anh đá trước? Em nghĩ rằng anh đá trước đi. Rồi, ok. Mình đá trước nha. Ok, anh vào tiền nha. Đúng. Tục luôn. Anh đá 5 quả đúng không? Đúng rồi, anh đá 5 quả. Chết rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Đúng. À. Chết tôi rồi. Lúc à khó đấy, không phải dạng vừa đâu. Có chứ. Wow. Yeah. Một quả. Biết anh ngắm ở đâu rồi đúng không? Nope. Trời ơi, City chung. Ok, giờ tới 5 quả của Hoàng Hải đây. Nope. Wow, không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Trời ơi, liệu Hoàng Hải có khi nào không trúng quả nào không? Nope. À, hơi xoáy. Trái đó mà đi thẳng luôn là trúng rồi. Thư giãn lên, thư giãn thôi. Không sao đâu, em còn tới 3 mạng nữa mà. Wow, hay quá. Còn đến 2 cơ hội nữa và một cái. Có 2 quả đúng không? Chết rồi. Em sẽ đá góc A. Chết rồi. Em đá góc A đi. Đá góc A. Yeah, ok. Chịu like. Wow. Wow. Wow, tuyệt vời quá. Quả này tặng cho khán giả đúng không? Ok, góc còn lại. Nope. Yeah, tuyệt vời. Ok, vậy là... Thì em tặng quá. Em thắng trời, trời ơi. Sẽ dành cho anh mô hình phải. Ồ, vậy ạ. Ok. Ok, được. Bây giờ anh sẽ hit tất 5 cái. Rồi. Nhưng okay. mà với là sẽ đặt cái quả bóng này trên gáy nhá. Ok. Trời, chuyện nhỏ. Ok. Yeah. Nhưng mà thử tay to này chắc phải 10 cái chứ. Ấy chê. 10 luôn. À. 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Hay quá. Tham gia nãy giờ được 3 thử thách với anh thì em thấy cảm xúc, cảm giác như thế nào, những cái game đó như thế nào? Thật sự em cảm thấy rất là vui vì em không có nhiều thời gian cũng nhiều cơ hội để có thể đi chơi được những cái game như thế này. Yeah. Cảm thấy mong rằng là sẽ được tiếp tục được chơi nhiều những cái game show như thế này hơn. Đúng rồi. Game nào theo em là khó nhất? Em nghĩ là game khó nhất là cái game mà mình phải nhảy dây tầng bóng đấy. Yeah. Chắc về là về em phải học nhiều hơn, nhưng mà mình cũng không tin được là Quang Hải có thể vừa nhảy dây vừa tầng bóng được 2-3 lần như thế. Em nghĩ đấy là cũng một cách mà mình không bao giờ bỏ cuộc đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Điều đó là có một lần trong đời, giống như là cú sút phạt của Quang Hải ở Thường Châu đó anh em à. Cảm ơn Hải hôm nay đã tham dự cùng anh với thử thách này, và cũng cảm ơn thương hiệu dầu nhớt số 1 của Hàn Quốc Kit đã tạo cơ hội cho anh được gặp em và thực hiện một cái thử thách này, và hy vọng là tương lai sẽ còn được thêm những cái thử thách nào đó khác cùng với những cầu thủ khác nữa. Sẵn tiện ở đây thì cho anh okay. xin chữ ký của em. Ok. Được không? Okay. Trên chiếc áo của Kid đây. À, đây sẵn. Và mình tổ chức giveaway chiếc áo này. Anh em có thể xem trong phần mô tả lượt chơi và trả lời chính xác câu hỏi.
mà mình đã đề ra để có thể nhận lấy chiếc áo kiss có chữ ký của Quang Hải này nha. Hy vọng là một ngày không xa sẽ lại gặp em ở một thử thách nào đó. Rồi, nếu anh em thấy hay nhớ like và chia sẻ video clip này và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trung Thi và đây là Quang Hải. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. A few moments later. Và sau ba thử thách bóng đá thì mình đã rủ Quang Hải làm riêng một cái clip góc nhìn thứ nhất của bạn ấy, xem bạn ấy làm skill sút bóng với chiếc camera hành trình trên đầu thì chúng ta sẽ có cái cảm giác như thế nào. Và bây giờ mời mọi người cùng xem nha. Rồi. Đá vào cái góc kia nhá. Em thử, em muốn đá góc hay đá sàn ngang? Thôi giờ còn cái lọ còn lại nè. Yeah. Hợp lý không? Yo. Wow, người xảy tí xíu đó. Đá nữa. Đá lên. Mọi người sẽ được xem góc của Quang Hải sút chiếc banh này. Wow, gần được chú. Đó, Quang Hải phải cột dây lại, nãy giờ nó xúc dây ra. Mọi người sẽ được xem cảm giác của Quang Hải khi sút banh như thế nào. Wow. Xoay thử vòng. Ok, rồi được rồi. Tuyệt vời. Lần nữa nha. Okay. Em chém đúng trúng luôn này. Vô lê luôn hả? Cũng đi được. Wow, chuẩn ngay cái sà ngang à. Lần nữa. Wow. Trúng rồi. Được không? Nhưng mà anh đá bóng anh cũng đeo này luôn. Anh đeo bình thường. Anh đeo bình thường. Quá ghê, quá ghê. Anh đeo bình thường. Ok. Yeah, ok. Cảm ơn Hải nha.